Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube channel của mình. Hôm nay là ngày thứ bảy, một ngày cuối tuần. Thành ra là nó cũng tạo cho mình một cái cảm hứng để làm một video chill chill giới thiệu với các bạn về cái routine hàng ngày của mình. Đồng thời thì những ngày gần đây mình cũng đang rất là say sưa đọc một cuốn sách. Nó thú vị đến mức mà mình đã không kiềm chế được cảm xúc của bản thân và phải đem đi chia sẻ với thêm ba người bạn nữa để rủ họ cùng đọc với mình. Thành ra là nó cũng gợi cho mình một cái ý tưởng là tại sao không giới thiệu với mọi người trên cái kênh YouTube channel tuy là nhỏ bé này để có thể mọi người cùng được biết về những cái cuốn sách hay, biết đâu thì có thể có ích đối với một ai đó. Ok, chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu nào. Buổi sáng của mình thường bắt đầu lúc 6 rưỡi tới 7 giờ. Việc đầu tiên mình sẽ làm sau khi ngủ dậy là bước ra ngoài, mở cửa, đón ánh sáng mặt trời và hít thở không khí trong lành. Đêm qua Sài Gòn vừa mưa xong nên bầu không khí hôm nay thực sự rất tuyệt vời. Sau khi vươn vai vài cái, mình sẽ vào uống một cốc nước trước khi ngồi thiền và sau đó là tập thể dục. Mình đã rất chăm chỉ tập thể dục trong vòng khoảng hơn 1 năm trở lại đây và rõ ràng nó đã giúp ích cho mình rất nhiều trong việc cung cấp năng lượng để mình có thể hoàn thành nhiều công việc trong ngày và nhiều kế hoạch mà mình đã đặt ra cho bản thân. Sau hơn khoảng 1 tiếng đồng hồ rèn luyện sức khỏe tinh thần và thể chất, mình sẽ vào pha cho bản thân một cốc cà phê trước khi bắt đầu làm việc buổi sáng. Hôm qua thì mình có đi chơi gặp một người bạn và được tặng cho một cái món quà này. Gần đây thì bạn mình có đi Campuchia chơi và khi mà nhìn thấy nó thì đã nghĩ tới mình để mua tặng. Nói với mình rằng là thấy mình hay thích những cái món đồ nhỏ bé và thú vị nên là nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với mình. Nếu ai nhìn cái này và lập tức biết nó là cái gì thì hãy comment ở dưới bình luận dưới đây nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng giải mã xem đây là cái gì. Hôm qua lúc mà nhận nó thì mình đã cực kỳ hoang mang và nó phải mất của mình khoảng 5 đến 7 phút để nghịch tìm hiểu thêm là đây là cái gì, và cuối cùng thì mình mãi mới hiểu được tinh tinh nó chính là một cái giá đề điện thoại. Cái giá đề điện thoại này thì rất là tiện ích, nó có thể thay đổi được chiều và cực kỳ thú vị nữa. Mình nghĩ rằng là mình sẽ đem cái này đi để đố thêm nhiều người xem ai có thể lập tức biết đây là cái gì hay không. Ok, không lan man thêm nữa, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn cuốn sách đầu tiên nhé. Tên của nó là Atomic Habits, phiên bản tiếng Việt còn được gọi là Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ của tác giả James Clear. Đây là một cuốn cẩm nang dành cho những ai đang muốn xây dựng một thói quen mới hoặc là từ bỏ một thói quen cũ. Thường thì trong cuộc sống chúng ta hay có suy nghĩ là để có được thành công thì mình sẽ cần phải có những hành động rất là lớn lao, và mình thường đánh giá rất là cao những cái giờ phút mà coi là đột phá trong cuộc đời. Tuy nhiên thì trong cuốn sách này tác giả đã chỉ ra cho chúng ta thấy là bất cứ một cái thay đổi lớn lao nào nó cũng đều đi từ việc cải thiện những điều nhỏ nhất. Việc cải thiện chỉ 1% mỗi ngày thôi, thoạt trông thì nó quá là nhỏ bé, không có gì đáng chú ý cả. Tuy nhiên lại đóng vai trò rất là quan trọng trong việc là giúp chúng ta xây dựng thói quen rồi hình thành tính cách, đặc biệt là khi được thực hiện trong một thời gian dài. Một cái điều mình cảm thấy rất là thú vị trong cuốn sách là tác giả đã cho người đọc một cái góc nhìn mới về việc xây dựng thói quen. Nó không đơn giản chỉ là việc thay đổi một cái hành động và duy trì nó thật lâu, mà nó thực chất còn là việc thay đổi nhận thức của chúng ta về chính mình. Mình có thể lấy một ví dụ như sau, là nếu bạn đã từng trong quá khứ nhiều lần đặt mục tiêu dậy sớm để tập thể dục mỗi ngày, tuy nhiên chẳng được bao lâu thì lại thất bại, thì vô hình chung là những cái lần thất bại đó nó đã xây dựng cho bạn một cái nhận thức về bản thân rằng mình là một người lười thể dục, hoặc tệ hơn, mình là một người thiếu kỷ luật. Chính vì lẽ đó mà khi bạn đặt những cái mục tiêu mới, nó sẽ khó để có thể thành công hơn khi mà vẫn còn cái nhận thức cũ này. Tác giả cũng đưa ra giải pháp cho chúng ta để có thể xây dựng được thói quen mới, tức là khi mình mới bắt đầu thì không nên quá là tham vọng và làm nó một cách quá khó khăn để có thể duy trì,
mà hãy bắt đầu nhỏ thôi. Ví dụ như mục tiêu cuối cùng của bạn là có thể tập thể dục được 1 tiếng mỗi ngày thì nên bắt đầu trước bằng 10 phút hoặc là 15 phút và duy trì nó được trong thời gian dài. Tại vì nó thực sự không quá khó, cho nên là mỗi khi bạn bắt đầu làm nó hàng ngày thì bạn sẽ không cảm thấy là mình đang thách thức bản thân. Và khi mà bạn làm nó, duy trì nó đều đặn thì lúc này đây cái nhận thức mới của bạn đang được thay đổi dần dần, cho đến lúc nào đó bạn cảm thấy thoải mái với cái thay hành động mới trong cái routine hàng ngày rồi thì có thể dần dần tăng nó lên từ 15 phút có thể thành 30 phút rồi sau đó thành 1 tiếng. Mình đọc cuốn sách này 2 năm trước đây và nhờ có nó mà mình đã bắt đầu xây dựng được những cái thói quen mới, ví dụ như là ngồi thiền hay là thể dục, hoặc là trước khi đi ngủ thì đọc sách. Và gần đây nhất khoảng một vài tháng trước thì bắt đầu cái việc là học trading và rèn luyện tập trading hàng ngày. Với một cái trader mới thì mình thường là rất là tham vọng, tại vì thấy mọi người thành công thì mình muốn là mình sẽ học được thật nhanh, thật nhiều để có thể thành công được như họ. Tuy nhiên khi mà mình quá là làm cho bản thân bị quá tải thì nó sẽ không phải là một cách hay để mình có thể duy trì nó được trong một thời gian dài. Nếu như bạn nào đó đã từng đọc cuốn sách này và cảm thấy nó thú vị, hoặc là sau video này cảm thấy tò mò về cuốn sách, muốn tìm hiểu thông tin và thử đọc nó cảm thấy hay, thì hãy comment ở dưới bình luận giúp mình nhé. Tất nhiên là những cái giới thiệu mình mới đưa ra thì nó mới là một phần nhỏ của cuốn sách thôi. Tác giả còn có rất nhiều những cái thông tin và những cái tip khác để giúp chúng ta có thể xây dựng được cái thói quen mới, hoặc là từ bỏ những cái thói quen mà không còn phù hợp với mình nữa. Mình rất hy vọng được nhận những cái feedback của các bạn sau khi đọc cuốn sách này. Mình sẽ pha thêm cho bản thân một cốc cà phê. Sáng nay dậy thì mình đã uống một cốc rồi, nhưng mà bây giờ muốn uống thêm cốc nữa để tỉnh táo làm việc chiều nay. Hôm qua mình có đi chơi với bạn mình suốt cả buổi tối nên là cũng có nhiều việc đang lên kế hoạch nhưng mà chưa xong. Thì hôm nay mình sẽ tranh thủ làm bù trước khi nó lại ứ đọng đến ngày tiếp theo. Cà phê này thì mình mua trong một cái chuyến đi check-in gần đây của dân tộc đồng bào Cứ Kho trên vùng Nam Tây Nguyên Lâm Đồng. Thì không biết là ở đây có bạn nào cũng thích đi check-in không? Cà phê này nó rất là đặc biệt tại vì nó có một cái vị chua đậm, khá là đậm đà và rất là ngon theo những khẩu vị uống cà phê lâu năm của mình. Các bạn nếu mà muốn thử hoặc là ai mà thích uống cà phê thì có thể tìm mua về uống thử xem. Ok, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cuốn sách thứ hai. Tên của nó là Deep Work, mình sẽ để hình ảnh ở đây. Bản tiếng Việt của nó là Làm Việc Sâu của tác giả Carl Newport. Như các bạn đã biết thì trong xã hội hiện nay đang có quá nhiều những cái tác nhân gây sao nhãng cho chúng ta. Và tác giả đã viết lên cái cuốn sách này giống như một cái hồi chuông cảnh tỉnh, chỉ ra cho chúng ta một cái thực tế rằng là phần lớn mọi người trong xã hội ngày nay đã mất khả năng tập trung cao độ khi mà làm một việc gì đó. Đồng thời cũng đưa ra những cái giải pháp để giúp cho người đọc có thể từ từ xây dựng lại cái kỹ năng này. Một trong những cái tác nhân mà gây sao nhãng nhiều nhất như các bạn đang có thể nhìn thấy đó là việc sử dụng mạng xã hội. Ví dụ như là Facebook, Instagram và trong khoảng 2-3 năm trở lại đây là TikTok. Những cái mạng xã hội này thì được xây dựng nên bởi những cái kỹ sư phần mềm có thể được coi là giỏi nhất trên thế giới. Họ sử dụng cái tâm lý học hành vi của con người để tạo ra những tính năng có tính chất gây nghiện cao, thu hút tối đa cái sự tập trung của chúng ta để từ đó có thể chạy quảng cáo, bán được các cái sản phẩm dịch vụ cho các thương hiệu và thu về doanh thu lợi nhuận cho công ty. Nhiều nhà khoa học đã cố gắng tìm hiểu xem tại sao việc sử dụng mạng xã hội lại gây nghiện đến như vậy. Họ chụp não bộ của con người khi sử dụng mạng xã hội và từ đó thì nhận ra rằng khi mà chúng ta nhận cái lượt like hay là comment của bạn bè trên những cái hình ảnh mà chúng ta post thì nó kích hoạt cái phần hệ thống khen thưởng trong não bộ, khiến cho nó giải phóng ra hormone dopamine. Đây là một cái hormone có tên gọi khác là hormone hạnh phúc, tại vì nó là cái hormone mà não bộ sẽ giải phóng khi chúng ta có những cái trải nghiệm
gây ra cảm giác hạnh phúc, vui vẻ nói chung. Ví dụ như là được ăn một món ăn ngon hoặc là việc thắng thắng tiền xổ số vân vân. Thì việc sử dụng mạng xã hội, nhận được những cái sự like rồi comment của mọi người, nó cũng khiến cho não bộ vận hành tương tự như vậy. Vì vậy mà mọi người rất là thích được post những cái thông tin, hình ảnh để được cái sự tương tác của bạn bè. Có thể các bạn sẽ nghĩ là nếu mà sử dụng mạng xã hội mà lại giúp chúng ta hạnh phúc như vậy thì tại sao mình lại không tiếp tục sử dụng, đúng không? Thì nó sẽ có hai cái lý do ở đây. Thứ nhất là bởi vì nó rất là gây nghiện, nó khiến cho chúng ta sao nhãng cái cuộc sống hay những cái công việc quan trọng trong cuộc sống và mất quá nhiều thời gian để sử dụng. Thứ hai là mặt trái của việc có được cảm giác vui vẻ và hưng phấn khi mà được mọi người thích hay là bình luận trên hình ảnh là chúng ta sẽ cảm thấy rất là thất vọng và gọi là tụt mood khi mà những cái lượt like, những cái bình luận nó không nhiều hay là nó không không tích cực được như chúng ta mong muốn. Hoặc là chúng ta sẽ có xu hướng là so sánh bản thân của mình với những người khác thông qua việc nhìn những cái hình ảnh trong cuộc sống của họ. Vì vậy mà đến cuối ngày thì bạn sẽ thấy là mình đã quá mất nhiều thời gian, cảm xúc cũng như năng lượng cho một cái phương tiện mà nó không thực sự đem lại nhiều những cái cải thiện cho bản thân cũng như cho chất lượng cuộc sống của mình. Thì bản thân mình khi mà đọc cuốn sách này năm ngoái, mình cũng đã quyết định là sẽ ngừng sử dụng mạng xã hội để tập trung vào những cái công việc mà mình đang mong muốn có thể thực hiện được. Đến thời điểm này thì có thể là được hơn 6 tháng rồi và mình nghĩ rằng đây là một cái quyết định rất là đúng đắn. Mình không nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ quay lại để sử dụng mạng xã hội thêm nữa. Tại vì nếu không nhờ có cái thời gian tập trung này thì mình đã không thể hoàn thiện và tiến bộ ở những cái công việc mà mình mong muốn được. Nói về cái việc làm việc sâu thì Connie Port, tác giả của cuốn sách, đã định nghĩa nó là một cái trạng thái tập trung cao độ nhằm đẩy cái mức nhận thức của chúng ta lên tối đa. Từ đó mà chúng ta có thể làm việc một cách năng suất hơn, sáng tạo hơn để tạo ra những cái sản phẩm và kết quả có giá trị cao nhất. Nhà tâm lý học Mihaly Csikszentmihalyi là người một trong những nhà khoa học đầu tiên mà đã đưa ra định nghĩa cho cái khái niệm khi mà trạng thái tập trung cao tập trung nó đẩy được đẩy đến cao độ thì sẽ đưa chúng ta vào một cái trạng thái người ta gọi là flow hay còn gọi là dòng chảy. Ở cái trạng thái này thì chúng ta giống như đang được nhấn chìm trong hiện tại và hoàn toàn được hút vào cái công việc mà mình đang làm. Và từ đó mà chúng ta sẽ không còn những cái ý niệm về không gian, thời gian hay là ý niệm về cái tôi nữa. Chính vì thế mà chúng ta mới có thể dành toàn bộ những cái tâm huyết của mình, cái tinh thần của mình để hoàn thiện cái công việc của mình một cách tối ưu nhất. Steven Kotler là tác giả của cuốn sách thứ ba mình sẽ review sau đây, cũng đưa ra một cái ý kiến rất là thú vị khi mà mô tả cái trạng thái flow này là nó được coi là một cái cocktail mà ngon nhất, đặc sắc nhất mà mọi người đều mong muốn. Tại vì ly cocktail này thì là sự kết hợp của 6 hormone thần kinh gây cảm giác hạnh phúc và hưng phấn trong não bộ mà hiếm có một cái trạng thái nào có thể có được. Một trong 6 cái hormone đó chính là dopamine mà mình vừa mới giới thiệu. Thì mình cũng nghĩ rằng đối với một cái người trader, một cái người mới học hoặc là một cái người đang rèn luyện cái kỹ năng cho bản thân, khả năng có thể tập trung vào công việc của mình để có được nhiều kiến thức, không so sánh bản thân của mình với những người đã thành công rồi và có thể nhận ra được đâu là những cái yếu điểm mà mình cần cải thiện và đưa ra được một cái kế hoạch để cải thiện nó là một điều hết sức cần thiết. Thành ra cái việc làm việc sâu là một cái kỹ năng mà rất là cần thiết để chúng ta có thể tập trung cải thiện trong khi mà mình đang muốn trở nên tốt hơn trong cái kỹ năng trading này. Thì mình hy vọng là các bạn cũng có thể thử đọc cuốn sách này xem nếu mà nó có đem lại những cái thông tin nào hữu ích cho các bạn thì các bạn cũng có thể chia sẻ để cho mình biết với nhé.
về đến nhà rồi và đã mua được những thứ mà mình muốn. Có kem này, có hoa quả này, có bánh này. Cuốn sách thứ ba mà mình sẽ giới thiệu với các bạn trong video ngày hôm nay cũng là cuốn sách đã khiến cho mình rất là tâm đắc trong tuần gần đây. Mình cũng vừa mới đọc nó xong ngày hôm qua. Tên là The Art of Impossible, Nghệ thuật của những điều không thể, của tác giả Stephen Kotler. Cuốn sách này có thể được coi là một cái lời giải thích đầy đủ và chi tiết cho hai cuốn sách trên và nhiều hơn thế nữa. Trong cuốn sách thì Stephen đã chứng minh cho chúng ta thấy được rằng là việc đạt được những cái điều mang tính chất đột phá nó hoàn toàn nằm trong mỗi người, và chúng ta thường cho rằng mình không thể làm được chẳng qua là do cái niềm tin giới hạn của bản thân mình mà thôi. Ông đã đúc rút ra được công thức để cho mỗi người có thể khai phá được tiềm năng của chính mình và phát huy được tối đa cái tiềm năng đó thông qua 20 năm làm việc trực tiếp với những cái vận động viên thể thao chuyên nghiệp, thể thao mạo hiểm, những cái nhà khoa học rồi nhà thần kinh học. Điều mình cảm thấy rất là thú vị trong cuốn sách này là tất cả những cái thông tin thì đều là thông tin dựa trên cơ sở khoa học nhưng mà lại được viết theo một cái cách rất là thú vị, đơn giản và dễ hiểu. Và cũng nhờ có việc đọc nó mà chính bản thân mình cũng đã tìm ra được rất nhiều câu trả lời cho những cái câu hỏi mà mình đã thắc mắc bấy lâu nay. Cuốn sách thì được chia ra làm 4 chương, đại diện cho 4 bước để cho mỗi người có thể thực hiện nhằm đạt tới cái đỉnh cao trong cái điều mà mình mong muốn. Thứ nhất là làm sao để có thể tìm ra được đam mê và duy trì động lực khi theo đuổi cái đam mê đó. Thứ hai là cách để học tập và phát huy tối đa năng lực khi mà học tập trong một cái lĩnh vực mới. Thứ ba là làm sao để khai phá được cái sự sáng tạo trong bản thân mình và phát triển nó. Và khi mà mình nói là sáng tạo ở đây thì không chỉ là sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật hay là hội họa, mà còn là sáng tạo trong cái cách mà chúng ta tiếp cận một cái vấn đề, đưa ra một cái giải pháp từ một cái góc nhìn mới. Và cuối cùng là làm sao để đạt được đến trạng thái dòng chảy, trạng thái flow mà mình đã chia sẻ với các bạn trong cuốn sách trước. Bởi vì chỉ khi đạt được đến cái trạng thái này thì cái năng lực của con người mới được đạt tới mức tối đa nhất. Một trong những cái ví dụ mà mình có thể đưa ra để chứng minh cho các bạn thấy rằng là những cái kiến thức được đưa ra trong cuốn sách này thì rất là bổ ích là khi mà ông mô tả về cái quá trình học tập đối với mỗi người chúng ta. Thì khi mà tiếp cận với một cái lĩnh vực, một cái kiến thức mới, chúng ta sẽ bắt đầu học nó từ những cái cơ bản nhất ABC, và sau đó thì kiến thức sẽ trở nên khó lên dần, và đến một lúc nào đó thì nó dường như là quá tải. Chính cái lúc này đây là một cái khoảnh khắc quyết định, tại vì rất nhiều người bởi do cái sự ức chế, cái sự không thoải mái mà cái khoảnh khắc này đem lại thì họ đã có cái suy nghĩ rằng là hoặc là mình đã làm sai cách và hoặc là mình đã làm sai việc, mình không được sinh ra để làm cái việc này, và cuối cùng thì họ đã bỏ cuộc. Nhưng mà trên thực tế thì ông đã chia sẻ cho chúng ta biết rằng đây là lúc mà não bộ đã nạp rất nhiều thông tin và chúng ta cần phải có đủ kiên nhẫn để cho nó có thời gian xử lý, sắp xếp những thông tin đó, và tự nó sẽ hoạt động giống như một cái chiếc siêu máy tính giúp chúng ta có thể tìm ra những cái điểm kết nối giữa các dữ liệu, tìm ra các kiểu mẫu, các cái logic để chúng ta có thể tiếp tục tiến lên một cái level mới. Trong bộ não thì có hai phần, một phần là ý thức, đấy là khi mà chúng ta rất là tập trung để đón nhận cái thông tin và suy nghĩ về cái thông tin đó. Và phần thứ hai là phần tiềm thức, chúng ta thường không biết đến cái phần này. Đây là cái phần mà nó sẽ tự động hoạt động và vận hành mà đôi khi thì rất nhiều người không có biết đến. Khi mà chúng ta nạp đủ thông tin cho phần ý thức và nghỉ ngơi thì phần ý thức sẽ xử lý thông tin và chuyển xuống phần tiềm thức để giải quyết vấn đề và phản hồi lại cho chúng ta về những kiểu mẫu, về những logic, và từ đó thì chúng ta có thể tiến được lên một cái nấc mới. Mình hy vọng rằng là cái thông tin mình vừa đưa ra ở đây sẽ giúp cho rất nhiều bạn có được một cái giây phút aha là hóa ra là mọi chuyện nó lại diễn ra như thế trong phần não bộ của mình. Và lần sau khi mà có một cái kiến thức mình cảm thấy quá khó thì nó sẽ không khiến cho mình cảm thấy nản lòng và bỏ cuộc, tại vì đó sẽ là một cái quyết định rất là đáng tiếc. Trong cuốn sách này thì ở mỗi cái chương và mỗi cái bước mà mình vừa mới chia sẻ, tác giả đưa ra rất nhiều những cái thông tin cũng như là những cái tip cực kỳ thú vị và dễ áp dụng để cho chúng ta có thể noi theo.
Mình hy vọng rằng các bạn sẽ dành một chút thời gian để tìm hiểu về nó, và mình cũng tin rằng với những cái thông tin này thì cuộc sống của mỗi người chúng ta, khi mà mình có nhiều cái sự nhận thức hơn về những cái điều nó đang diễn ra trong bộ não, trong cơ thể mình, nó sẽ giúp chúng ta có cách để làm chủ được tình huống thay vì là để cho nó làm chủ chúng ta. Tác giả mở đầu cuốn sách bằng một cái trích dẫn rất là hay. Mình xin phép là sẽ đọc nó để cho các bạn cùng nghe. Cái trích dẫn này thực ra là mình tạm dịch bởi vì cuốn sách thì chưa có bản tiếng Việt. Mình hy vọng trong tương lai thì nó sẽ có bản tiếng Việt để nhiều nó có thể được tiếp cận với nhiều người hơn nữa. Đây là một câu nói của nhà tâm lý học William James. Cá nhân con người thường sống xa dưới giới hạn của mình. Anh ta sở hữu nhiều loại sức mạnh mà anh ta thường không sử dụng. Anh ta nạp năng lượng dưới mức tối đa và hành xử dưới mức tối ưu của mình. Do bản năng trong sự phối hợp, ức chế và kiểm soát theo mọi cách, cuộc sống của anh ta bị thu hẹp giống như trường nhìn của một chủ thể cuồng loạn. Nhưng người cuồng loạn thì đáng thương vì họ mắc bệnh. Còn đối với phần còn lại của chúng ta thì đó chỉ là một thói quen cố hữu, thói quen tự ti với bản thân mình. Tác giả đã đặt ra một câu hỏi rất đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Câu hỏi như sau: bạn có một cơ hội trong cuộc đời này và bạn sẽ dành 1/3 thời gian đó để ngủ. Vậy bạn sẽ chọn làm gì với 2/3 thời gian còn lại? Mình nghĩ rằng cái video ngày hôm nay thì đã khá là dài rồi, và mình hy vọng những cái thông tin về những cuốn sách hay mà mình đưa ra phần nào thì sẽ hữu ích đối với các bạn. Mình cũng rất là muốn lắng nghe ý kiến từ các bạn xem là mọi người có thích được xem những cái video và những cái nội dung như thế này không, để mình từ đó có thể có những cái cải thiện hoặc là thay đổi trong những cái video lần tới. Ok, mình sẽ tiếp tục với ngày thứ bảy cuối tuần của mình, và mình chúc các bạn cũng có một ngày cuối tuần vui vẻ. Bye bye các bạn.